Phút 85 trong trận đấu, dưới sự ồn ào và căng thẳng của chảo lửa Dusseldorf Arena, Kolomoani xoay người dứt điểm như một vũ công với hy vọng tạo nên bàn thắng để đời, cứu vãn thế trận bế tắc của tuyển Pháp. Sau cùng thì siêu phẩm không xuất hiện, nhưng bóng lại bay vào lưới dưới sự trợ giúp của vị cứu tinh bất đắc dĩ mang tên Jan Vertonghen. Các cầu thủ Pháp chạy đi ăn mừng như điên dại cùng các khán giả của mình trên đường pitch. Thời gian còn lại là quá ít ỏi cho những nỗ lực cuối cùng của người Bỉ. Vậy là Les Bleus đã chính thức vào tứ kết. Tuy nhiên, nó tiếp tục đến nhờ một pha phản lưới. Kế theo đó là sự nghi ngờ lên đến cực điểm của người hâm mộ. Thế nhưng đại diện xứ Lục Lăng vẫn còn cơ hội để cải thiện tình hình. Còn mọi chuyện thì đã chấm dứt một cách nghiệt ngã với người Bỉ cùng với người đội trưởng tài hoa Kevin De Bruyne. Đây có thể coi là giải đấu quốc tế cuối cùng của tiền vệ 33 tuổi. Và thật buồn khi mọi chuyện đã kết thúc một cách giang dở. Quá nhiều cảm xúc trong trận đại chiến được mong chờ nhất vào 16 đội. Và giờ là lúc hãy nhìn lại cách đội tuyển Pháp trở thành một trong 8 tập thể mạnh nhất của kỳ Euro lần này nha. Theo đó, đại diện xứ Lục Lăng bước vào trận đấu đêm qua với bộ khung quen thuộc, cùng sự chú ý lớn dành cho người đội trưởng Kylian Mbappe với một chiếc mặt nạ mới. Về cơ bản, vật phẩm trên mỏng hơn chiếc mặt nạ trước, với hy vọng giúp tân binh của Kèn Kèn Trắng không bị cản trở tầm nhìn. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Domenico Tedesco gây chú ý khi để Leandro Trossa ngồi dự bị và cho Carrasco đá chính ngay từ đầu. Dường như cầu thủ thuộc biên chế của Arsenal đã đánh mất niềm tin sau màn trình diễn nhạt nhòa vòng bảng. Thế nhưng spotlight vẫn đang thuộc về Romelu Lukaku khi ai cũng muốn biết tiền đạo 31 tuổi có còn vô duyên ở vòng 16 đội hay không. Tuy vậy, sân sút sinh năm 1993 cùng các mũi nhọn khác của tuyển Bỉ có khá ít đất diễn trong hiệp 1 khi họ chủ động lùi sâu để đảm bảo sự an toàn cho cầu môn của Castel. Việc này khiến Pháp gặp rất nhiều khó khăn và những cú sút xa cầu may cũng đã được dàn xa của Les Bleus thực hiện từ khá sớm. Thậm chí các học trò của The Champs còn có dấu hiệu mất bình tĩnh khi tỏ ra quyết liệt ngoài mức cần thiết trong vài tình huống. Hậu quả của việc này là 3 tấm thẻ vàng cho tuyển Pháp trong 45 phút đầu tiên và thậm chí Rabiot có nhận án treo giò ở cuộc đấu tiếp theo. Tất nhiên, cập nhật trên chỉ có ý nghĩa nếu Les Bleus giành quyền đi tiếp. Nhưng việc chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích trong nửa đầu đại chiến chẳng thể mang lại lợi thế cho người Pháp trước giờ nghỉ. Rõ ràng Les Bleus vẫn đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn khi các ngôi sao tỏ ra vô cùng thiếu chuẩn xác trong những cú ra chân. Thậm chí máy quay lia đến hình ảnh của Paul Pogba trên khán đài thì nhiều cổ động viên lại cảm thấy nhớ chất điên của cựu sao Juventus. Bên kia chiến tuyến, cú sút phạt đầy chất lượng của De Bruyne ở phút 24 khiến thủ môn Mike Maignan phải dùng chân để cản phá là pha dứt điểm duy nhất của Bỉ trong hiệp 1. Dường như đoàn quân áo đỏ thẫm đang đặt mục tiêu phòng ngự lên hàng đầu và huấn luyện viên Domenico Tedesco phần nào hài lòng khi các bên bước vào giờ nghỉ cùng tỷ số hòa không đều. Thế nhưng các cổ động viên không mua vé vào sân để chứng kiến những ngôi sao thi đấu quá an toàn hay liên tục vô duyên lúc có cơ hội. Họ muốn thấy một thế trận cởi mở hơn và nguyện vọng trên phần nào được đáp ứng ở đầu hiệp 2 khi Bỉ tỏ ra quyết tâm trong một trận tấn công. Với nhạc trưởng De Bruyne, tập thể áo đỏ thẫm bắt đầu có những pha lên bóng sáng nước, nhưng hàng thủ toàn sao số của tuyển Pháp cũng chẳng dễ để vượt qua. Bên cạnh đó, những hào thủ như Aurier Tchouaméni, Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann cũng liên tục bắn phá khung thành của đội bạn để tìm kiếm cơ hội điền tên mình lên bảng tỷ số. Dẫu vậy, sự vô duyên vẫn đang đeo bám dàn sao xứ Lục Lăng và huấn luyện viên Didier Deschamps đã buộc phải thực hiện sự thay đổi người. Cụ thể, Marcus Thuram rời sân và cơ hội được trao cho Kolomouani. Được biết, chân sút 25 tuổi chưa mở tài khoản bàn thắng ở giải đấu năm nay, nhưng hóa ra sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 98 lại là bước ngoặt của trận đại chiến. Phút 85, Kolomouani nhận bóng cho vòng cấm rồi xoay người dứt điểm thần tốc. Với cơ bản, đây chẳng phải cú sút quá hiểm hóc, nhưng bất ngờ đã đến khi bóng đập chân Jan Vertonghen rồi bay thẳng vào lưới. 1-0 cho đội tuyển Pháp. Quả thật là nghiệt ngã khi ngôi sao có kinh nghiệm nhất của hàng thủ đội tuyển Bỉ lại đốt đền vào thời khắc cực kỳ nhạy cảm như vậy. Trong thế không còn gì để mất, huấn luyện viên Tedesco buộc phải chỉ đạo các học trò rồi lên tấn công với hàng loạt sự thay đổi người. Thế nhưng trong trạng thái căng cứng về mặt tâm lý, cùng phong độ vốn đã không cao, thời gian lại bị eo hẹp. Tuyển Bỉ chẳng thể tạo ra tình huống uy hiếp khung thành đáng chú ý nào trong phần thời gian còn lại. Vậy là đại chiến được mong chờ nhất vòng 16 đội Euro 2024 đã khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho người Pháp. Một kết quả khiến nhiều fan trung lập cảm thấy vui mừng vì không cần phải xem thêm hiệp phụ sau 90 phút thừa toan tính nhưng lại thiếu đi tính cảm xúc. Mọi chuyện đơn giản đã được định đoạt sau một sai lầm cá nhân và thật khó để khẳng định rằng Pháp giành quyền đi tiếp vì đã chơi hay hơn. Thế nhưng kết quả là quan trọng nhất.
trong môn thể thao vua và thực tại khốc liệt trên sẽ còn ám ảnh Kevin De Bruyne thêm nhiều ngày nữa. Nguyên nhân là bởi ở tuổi 33, tiền vệ tài hoa vừa có thêm một giải đấu trắng tay trong áo đội tuyển quốc gia và chẳng ai dám chắc trụ cột của Man City có thể góp mặt tại World Cup hay Euro sắp tới hay không. Sự mệt mỏi và các chấn thương đã tìm đến De Bruyne nhiều hơn và có lẽ chính trò cưng của Pep Guardiola cũng hiểu bản thân không thể tìm được bất kỳ vinh quang nào với tập thể quê hương dù đã tận hiến hơn 100% khả năng của mình. Chuyển góc nhìn sang một ngôi sao khác thì Romelu Lukaku tạo cho người hâm mộ cảm giác vừa thương lại vừa giận. Vậy là tiền đạo 31 tuổi đã rời Euro với không bàn thắng cùng 3 pha lập công bị VAR từ chối. Một kỷ lục chẳng có chân sút nào muốn nhận và cầu thủ sinh năm 93 vẫn đang bị đen đủi, rất khó lý giải đội bóng. Thậm chí, cảm giác đáng ghét về việc tuyển bỉ, không thể săn danh hiệu cùng một mũi nhọn vô duyên như Lukaku tiếp tục được nhắc đến cho đến khi cựu sao của Manchester United từ giã mở áo đỏ thẫm. Tự trùng lại, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đang dần thoái trào và không có sự tiếp nối xứng tầm. Chỉ cần những cựu binh cuối cùng rời đi thì tập thể đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA sẽ đối diện cơn khủng hoảng và thất bại đêm qua hoàn toàn có thể là khởi đầu cho một giai đoạn tăm tối. Thế nhưng, phân tích về kẻ chiến bại như vậy đã là đủ, còn giờ là lúc nói về ứng viên vô địch đội tuyển Pháp. Danh xưng trên nghe thật hào nhoáng, nhưng liệu các cổ động viên có hài lòng không khi hai trong số 3 bàn thắng của Les Bleus có được cho đến lúc này là do đội bạn phản lưới? Thậm chí nhiều fan còn hài hước so sánh rằng dù gây thất vọng như nhau, nhưng tuyển Anh với biết cách khiến trận đấu ở vòng 16 đội trở nên kịch tính hơn là người Pháp. Tất nhiên đó là một nhận xét mang tính châm chọc, còn huấn luyện viên Didier Deschamps thực sự đang gặp thách thức với nhiệm vụ giúp Kylian Mbappe tìm lại phong độ tốt nhất. Dù đã thay tới hai chiếc mặt nạ, tân binh Real Madrid vẫn chưa thể tự tin 100% trong những pha bứt tốc hay là tranh chấp cùng hậu vệ đội bạn. Một chút e dè vẫn đang xuất hiện ở tiền đạo tuyển Pháp và thật khó để thăng hoa trong trạng thái như vậy. Ngoài ra, nhiều ngôi sao của Les Bleus như Marcus Thuram, Antoine Griezmann cũng chưa cho thấy được phiên bản tốt nhất của mình. Tất cả tạo nên một Les Bleus nhạt nhòa trên nước Đức và chẳng phải ngẫu nhiên mà báo chí xứ sở lục lăng đã nhắc đến Zinedine Zidane liên tục trong những ngày qua. Hiểu một cách đơn giản, bất kỳ cuộc đấu nào trước mắt cũng có thể là lần cuối mà Deschamps còn tại vị. Nguyên nhân là bởi nếu không lên ngôi vô địch thì Pháp sẽ cân nhắc thay tướng là một ứng viên đình đám đang đợi sẵn. Vì vậy, để tránh cảnh đi trong tủi hổ, Deschamps cần giúp tập thể quê hương vượt khó ở giai đoạn bản lề hiện tại. Ở mục tiêu gần nhất, Bồ Đào Nha là đối thủ mà Kante và các đồng đội sẽ phải vượt qua ở vòng tứ kết. Và thật khó để nhận định Pháp đang mạnh hơn Silesia châu Âu ở thời điểm này. Kể cả khi có kết thúc giấc mơ của tập thể áo bã trầu, thì người hâm mộ Les Bleus cũng cần phải nhớ rằng họ đang ở chung kết nhánh đấu với hai tập thể rất mạnh là Đức và Tây Ban Nha. Rõ ràng đại diện xứ lục lăng đang ở hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và cần tự cứu lấy mình bằng cách chơi mạch lạc hơn ở chặng đường trước mắt. Đâu thể mãi kỳ vọng vào những tình huống đốt đèn đến từ đối thủ, vì đó đơn giản chẳng phải là cách tiếp cận trận đấu của một nhà vô địch. Đã đến lúc Kylian Mbappe cùng các chiến hữu phải thức tỉnh đúng lúc để cứu vãn giấc mơ vô địch của đội nhà và cho thấy sự tôn nghiêm của một ông lớn.